Rơi nước mắt với tâm sự lần cuối Phi Nhung Mạnh Quỳnh, những lời đầy xót thương của cặp tình nhân. Khán giả không khỏi tiếc nuối khi lắng nghe những tâm sự của Phi Nhung Mạnh Quỳnh trong một chương trình. Mới đây, tập 42 của chương trình Music Box mà Phi Nhung Mạnh Quỳnh tham gia đã được đăng tải. Khán giả không khỏi xúc động khi thấy đôi tri kỷ này song ca những tình khúc lam phương trên sân khấu. Giờ đây Phi Nhung đã rời cõi tạm, để lại người tri kỷ của mình. Chương trình này đã được ghi hình từ tháng 3 năm 2021 và Phi Nhung Mạnh Quỳnh đã cùng nhau thể hiện nhiều ca khúc như Phút Cuối, Xuyên Kiếp, Bài Tango Cho Em. Thừa nhận bản thân không dám hát nhạc lam phương, nhưng vì Mạnh Quỳnh cất công về nước, Phi Nhung quyết định liều. Trong lúc chia sẻ, khi nghe tri kỷ liên tục gọi đủ tên Phi Nhung dỗi, kêu Quỳnh với Nhung đi, Phi Nhung Mạnh Quỳnh hoài, kêu tôi với ông cũng được. Khi được Mạnh Quỳnh khen là ốm hơn và vẫn giữ được vóc dáng, Phi Nhung vui vẻ cho biết cô vẫn rất chăm tập thể dục vì không muốn đến khi gặp lại bạn sẽ bị xấu. Trước chia sẻ của giọng ca ru lại câu hò, Mạnh Quỳnh bật cười. Nhiều khán giả nói Nhung có thể về Mỹ được, nhưng Quỳnh biết rồi đó, con Nhung làm y tá, về Mỹ sẽ bị cách ly, rồi con bé cũng lo cho mẹ ở nhà không biết vui hay buồn. Nó không tập trung với công việc trong bệnh viện nên không cho Nhung về. Thành ra con thì không cho mẹ về, mẹ thì nhớ con, rồi nhớ khán giả nữa, khủng hoảng cho Nhung đó. Nhưng ở đây có nhiều người chăm sóc, Wendy đỡ lo hơn, Phi Nhung kể với Mạnh Quỳnh. Trong chương trình, Phi Nhung bày tỏ mong muốn cô và Mạnh Quỳnh sẽ được đi hát tới già. Một cặp song ca vẫn hồn nhiên nhí nhảnh. Tôi nói trước rồi nha, tôi chết cũng phải hồn nhiên nhí nhảnh cho tôi, Phi Nhung nói. Tiếp lời, Mạnh Quỳnh cho biết anh ở Mỹ, Phi Nhung ở Việt Nam nên lâu lâu mới có thời gian nhắn tin. Mà mỗi lần tôi chọc cho Phi Nhung cười đến mức Nhung kêu là ông để cho tôi yên đi. Để chọc cười người bạn của mình, Mạnh Quỳnh còn hóa trang rồi chụp ảnh lại, gửi qua tin nhắn để than thở với Phi Nhung. Nhắc lại kỷ niệm thời xưa đi diễn cùng nhau, Mạnh Quỳnh nói, sau bài Căn Nhà Màu Tím, cả hai được đông đảo khán giả yêu thích, đi đâu cũng yêu cầu hát bài này. Có lần hát ở một ngôi chùa tại châu Âu, thứ bảy hát thì hai đứa bay thứ sáu để qua đó nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hát cho thoải mái, nhưng xui là hôm đó chuyến bay bị delay. 14 giờ phải diễn rồi mà, 11 giờ, Nhung với tôi mới đến sân bay. Cả hai không kịp về khách sạn để chuẩn bị, xe đưa thẳng đến điểm diễn, hôm đó còn nặng mất toàn bộ hành lý. Tôi và Nhung chỉ có đúng một bộ trên người, ngoài ra không còn gì hết. Phi Nhung không có đồ make up nên lúc ngồi trong sân chùa, sư thầy hỏi thăm thì Nhung kêu, thầy ơi cho con mượn cái máy sấy tóc, cái ông này kệ chỉ vậy, không phải đâu mọi người, lúc đó tôi quỳnh quang quá nên mới hỏi vậy. Mạnh Quỳnh còn tiết lộ cơ duyên để anh chuyển sang hát nhạc tân cổ giáo duyên và chính Phi Nhung đã động viên anh thử thể loại này. Cả hai từng trải qua một cuộc tranh cãi lớn vì lúc đó Mạnh Quỳnh nghĩ ra hải ngoại hát cải lương chắc không có ai nghe dù bản thân anh học cổ nhạc từ bé. Căn Nhà Màu Tím là bài hát cô ấy đưa ra ý kiến để cả hai hát tân cổ giao duyên. Đợt đó may mắn là bài này nổi tiếng đến mức không tưởng tượng được. Từ ca khúc đó mà nghệ thuật cải lương sống lại, nhất là tân cổ giao duyên tại hải ngoại, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Phi Nhung Mạnh Quỳnh là cặp đôi song ca ăn ý của làng nhạc Việt, đặc biệt là ở dòng nhạc bolero và trữ tình quê hương. Hơn 2 thập kỷ đồng hành, cả hai không chỉ là đồng nghiệp mà còn là tri âm tri kỷ được đông đảo khán giả yêu thích, có nhiều bản hit đi cùng năm tháng. Thế nhưng từ đây, đôi song ca này đã vắng đi một người trên sân khấu.